Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never. Boy, take a lumber. I will lightning for the thunder. Thunder, thunder. Thunder, tan, thunder. Tan, tan, thunder, tan, thunder. Thunder, tan. Ủa thí dụ giờ mình đi tập yoga mà mình gặp một người mặc đồ hơi hơi giống mình thì tính sao mọi người? Trời đất ơi, mình cũng hơi bị sốc. Tại vì cái này là clip trước rồi, cũng mấy hôm trước lận. Đó, mình đi vô mình bàng hoàng nhận ra, ủa sao tự nhiên bạn này mặc đồ giống mình thế? Gần như là 80%, tại vì không có cái đuôi với lại cái không có xài cái nón dino giống mình á. Mà lo bấm quay không mà quên trách xem cái áo bạn kia có mua đúng hàng trong cái group của mình không, hay là mua áo pha ke nữa. Mà thôi, chúng ta nên trở lại với cái vấn đề là những ngày đăng nhập cuối cùng nó sẽ được gì. Hôm nay là ngày thứ 7 của sự kiện này, nhưng mà đợt hổm là mình bị quên đi đăng nhập nên là mình mới tới cái bước ngày thứ 6 thôi. Và cái áo mà mình đang mặc là check của ngày thứ 5. Mình cũng nhận được trong kho đồ rồi và mình đang mặc nè mọi người. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem cái áo nó như nào nhé. Thì nó cũng hơi giống giống với lại cái áo bóng chày. Hồi bữa là mình có xem cái ngày thứ 7 là mình cũng nghi nghi nó sẽ là một cái dạng mà cái aura mà nó không biết cái này phải gọi là như nào nữa cho mọi người xem nè. Thì mình cũng hơi nghi nghi rồi, nhưng mà mình không biết phải không, mà ai về đâu thì ngày hôm nay mới biết được là ồ là nó. Thì các bạn hãy cố gắng đăng nhập đủ 7 ngày để mà nhận được cái này nha. Tuy là cái phần tia sáng của nó thì nó hơi mỏng mỏng, nhưng mà nhìn cũng hơi lấp lánh thì cũng ok. Hãy nhớ là đăng nhập đầy đủ nha. Mình bị hụt một ngày rồi cho nên là qua ngày hôm sau thì mình mới lấy được cái vật phẩm này.